Quý cô bác, anh chị thân mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, đúng tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023, được bè trên ban cho lộc lớn mà ăn nên làm ra tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, đón Tết an khang, vui vẻ bên gia đình. Tiên tri chính xác 100%, đúng tháng 12 âm lịch 2023, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, được thần tài hộ giá, làm ăn trúng lớn, tiền tỷ cầm tay, đổi đời giàu có, tiêu Tết phủ phê. Quý cô bác anh chị thân mến, tuy tâm trí và cơ thể đều thuộc về chúng ta, nhưng trong thực tế, con người cần tách biệt cảm giác nhận thức của hai phần này thì mới có thể dễ dàng làm chủ mọi điều trong cuộc sống của bản thân. Đã bao buổi sáng bạn thức dậy, đầu óc nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày đẹp trời và ta nên biến nó thành một ngày tuyệt vời bằng những kế hoạch hoặc là dự định hoặc là bắt tay vào thực hiện những tính toán của bản thân. Cũng có thể tâm trí giảng đơn bắt đầu thôi thúc bạn tập thể dục thể thao hoặc là mở cuốn sách ra đọc, bắt đầu học ngoại ngữ hoặc những chương trình kiến thức còn dang dở, chắc chắn là rất nhiều. Nhưng cái cơ thể bạn thì lại cảm nhận khác, nó cảm nhận rằng nó muốn ngủ tiếp, muốn nằm nướng tiếp, chưa muốn nỗ lực vội, chưa muốn cố gắng ngay, chưa muốn chăm chỉ cần cù. Và cái cảm nhận của cơ thể dễ dàng khiến tâm trí phải nhượng bộ để đi tới một cái kết luận thôi chiêu nốt hôm nay mai cố cũng không muộn, vậy là hết một tuần, rồi lại 30 cái mai, rồi cố thêm chút nữa, vậy là hết 3 tháng 90 cái mai rồi, thực sự làm vậy là hết 1 năm 365 cái mai, nhìn lại vậy là 1 năm dòng vật và chẳng đổi thay. Người thành công dĩ nhiên là phải đủ giỏi, nhưng mà lắm lúc trong đời kỷ luật với bản thân mới là thứ giúp bạn có sự thay đổi đường đi. Bạn sẵn sàng bao nhiêu để cháy, cảm thấy đáng bao nhiêu để cố từ bỏ bao phần nhiều phần thoải mái của bản thân. Để phấn đấu hăng say cho sự thành công trong cuộc đời là tùy thuộc ở bản thân bạn, vì kỷ luật là thứ không ai có thể ép hay hướng dẫn hay kèm cặp bạn được cả. Lắm người khi bắt đầu khởi nghiệp, cái đầu tiên họ lo là vốn, nhưng họ không biết rằng bản thân họ chính là phần vốn quan trọng nhất trong sự khởi nghiệp của họ rồi. Thay đổi bản thân nhiều hơn, cầu tiếng nhiều hơn, cầu thị nhiều hơn, thì bạn mới xứng đáng được đứng ở vị trí tương xứng với những cố gắng bạn đã gửi gắm vào cuộc đời. Thay đổi bản thân, đây cũng chính là đang thay đổi vận số vậy, vì tâm người chính là phong thủy lớn nhất, cho nên nếu bạn chưa bao giờ đặt ý, chưa bao giờ chú tâm, chưa bao giờ kỷ luật kiên cường, cũng tức là bạn chưa có tư cách để trách đời, trách mệnh chẳng được thuận may. Và trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về tổng quan tính cách và tài năng làm nên vận mệnh tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Tuổi Hợi là người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người, họ sống tự do thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng, nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuổi Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng, họ dễ xúc động với những khó khăn bất hạnh của người khác. Bởi vậy tuổi Hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội, vẻ bề ngoài của tuổi Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã. Dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì, họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản tuổi Hợi họ luôn biết cách cân bằng điều hòa cuộc sống của chính mình, dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ý lại, dựa dẫm vào ai, người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình, với sự ung dung, quả quyết. Trong con mắt của mọi người xung quanh, thì tuổi Hợi là người rất thân thiện và hòa đồng, họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai. Dù người đó có mắt phải sai lầm nghiêm trọng, sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Hợi, họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác, tuổi Hợi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác.
Phương châm sống của họ là một điều nhịn bằng chính điều lành. Bởi vậy, dù kẻ khác có cố tình gây sự, tuổi Hợi cũng luôn giữ thái độ hòa hợp, nhường nhịn. Nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế ấy, tuổi Hợi được nhiều người yêu quý và kính phục. Mỗi khi làm việc gì, họ đều đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ ích kỷ, vụ lợi cho bản thân. Người này dễ đặt niềm tin vào người khác, điều đó khiến đôi lúc họ bị kẻ xấu lợi dụng. Sự thật thà, chân thành giúp tuổi Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Đi đến đâu, tuổi Hợi lại có người yêu quý ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng, người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, phô trương. Ngược lại, họ lúc nào cũng khiêm tốn, rụt rè. Bình thường tuổi Hợi là người không thích tranh chấp đôi co với người khác. Nhưng nếu vượt quá giới hạn chịu đựng, họ sẽ nổi giận lôi đình. Tuy nhiên, trạng thái ấy sẽ nhanh chóng qua đi và con giáp tuổi Hợi sẽ không thù hận để bụng bất kỳ điều gì. Bạn sẽ rất may mắn nếu có một người bạn tuổi Hợi. Họ sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn, rắc rối hay buồn phiền. Và dường như tuổi Hợi dù là nam hay nữ đều không có khái niệm nguyên tắc sống. Bởi vậy, họ vô tư thoải mái và làm những điều mình thích mà không cần đắn đo suy nghĩ. Người này không chỉ có tấm lòng vị tha và một trái tim nhân hậu, mà họ còn là người vô cùng phóng khoáng, rộng rãi. Bởi vậy họ luôn cố gắng giúp đỡ người khó khăn, thậm chí chia sẻ tài sản của mình cho mọi người xung quanh. Tuổi Hợi là những con người đầy năng động, sáng tạo và nhiệt tình. Họ sẽ không bao giờ vắng mặt trong những buổi họp giao lưu, gặp mặt, tham gia công tác xã hội và những hoạt động tập thể giúp họ thư giãn thoải mái và hoàn thiện bản thân mình hơn. Phụ nữ tuổi Hợi sẽ là mẫu người lý tưởng đáng mong đợi của nhiều chàng trai. Họ vừa dịu dàng, đoan trang, vừa là người phụ nữ mạnh mẽ của thời đại. Khi đã kết hôn, cô nàng tuổi Hợi sẽ hết lòng chăm lo cho cuộc sống của chồng con và mái ấm gia đình. Thậm chí họ sẵn sàng hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để người thân trong gia đình mình được sung sướng, đầy đủ. Tuy nhiên, với tính cách rộng rãi, phóng khoáng, những cô nàng này lại không giỏi trong cách quản lý tài sản, chi tiêu tiền bạc. Tuổi Hợi có cuộc sống an nhàn và lạc quan. Họ luôn tươi cười, vui vẻ với người xung quanh. Nhiều người cho rằng tuổi Hợi lười biếng và không có ý chí phấn đấu, dễ dàng an phận cuộc đời tầm thường. Đó hoàn toàn là một đánh giá sai lầm, bởi thực chất tuổi Hợi có sự thông minh và quyết đoán, họ chỉ đang chờ đợi thời cơ thực sự đến với mình. Đối mặt trước khó khăn, áp lực của công việc, có người nhăn nhó khó chịu, có người kêu ca chán nản, tuổi Hợi lại khác. Họ còn luôn trong tư thế đối mặt với khó khăn, thái độ ung dung, tinh thần lạc quan của họ. Đây chính là một thứ vũ khí sắc bén giúp người này vượt qua khó khăn. Tuổi Hợi cảm thấy khó khăn trong việc nói lời từ chối, giúp đỡ một ai đó, thậm chí trong những trường hợp vượt quá khả năng của mình, lời từ chối khiến họ vô cùng áy náy, có lỗi. Khi làm việc tập thể, những sai lầm người khác trốn tránh, không thừa nhận, thì tuổi Hợi lại dũng cảm nhận trách nhiệm về mình. Họ xứng đáng là một tấm gương sáng để được mọi người ca ngợi, học tập. Tuổi Hợi dễ dàng trao niềm tin của mình cho bất kỳ ai, cho dù là người mới gặp gỡ. Sự cả tin ấy đôi lúc khiến họ vấp phải những sai lầm, thất bại trong cuộc sống. Khi ấy tuổi Hợi thường đổ lỗi cho số phận, tỏ ra bất cần và chán nản. Trạng thái khủng hoảng nhất xảy ra khi họ phát hiện người mình đã từng tin tưởng lại lừa gạt, lợi dụng và hãm hại mình. Tuổi Hợi thích được hưởng thụ và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị trong cuộc sống. Họ có nhiều thói quen và thú vui của bản thân mình, ví dụ ăn đêm, uống rượu, đi du lịch, mua sắm. Không ít tuổi Hợi thường xuyên duy trì những thói quen không tốt, điều đó khiến sức khỏe của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng của 12 con giáp nhận thấy tam hội xuất hiện, cho nên trong vận trình tháng 12 năm 2023 âm lịch của tuổi Quý Hợi dự báo là những may mắn và thuận lợi sẽ đến với quý mệnh. Bạn vì thế hoàn toàn có cơ sở để mong chờ những kỳ vọng của bản thân có thể trở thành hiện thực. Thời điểm có được sự ủng hộ của vận khí như này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc, cũng như cuộc sống làm việc quyết đoán, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình chính là yếu tố giúp bạn tiến đến thành công nhanh hơn. Thành tích trong tháng có nhiều đột phá, lại nhận được sự ghi nhận xứng đáng của cấp trên và đồng nghiệp, hứa hẹn những cơ hội thăng tiến rõ rệt cho quý mệnh, thu nhập nhờ thế cũng sớm được cải thiện. Tháng này tài vận cũng nhận được sự tương trợ của các tinh, cho nên tuổi Quý Hợi có thể tranh thủ đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư, bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc là nhân lực. Thời cơ đã đến, bạn vì thế chỉ cần chủ động nắm bắt thì không khó để biến ước mơ trở thành hiện thực. Làm tốt ở giai đoạn này, ra Tết bạn sẽ có sẵn nền tảng để phát triển mạnh hơn nữa. Nhiều cơ hội cải thiện nhân duyên cũng tới trong tháng này, mang tới cho Quý Hợi khoảng thời gian ngập tràn hương sắc yêu đương, vận đào hoa phơi phới. Điều này rất có lợi cho người độc thân muốn tìm kiếm nửa kia cho mình,
cho nên bạn hãy chủ động tham gia các bữa tiệc hoạt động tập thể, bạn sẽ thấy điều đang tìm kiếm. Sức khỏe không phải là vấn đề lo lắng trong tháng này, khi tuổi Quý Hợi cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng, quý mệnh chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể. Ngoài ra, bạn cũng phải cẩn thận khi làm việc nặng hay khi tham gia giao thông, tránh bất cẩn xảy ra thương tật trước Tết nhé. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Quý Hợi 1983, tháng 12 âm lịch. Phương diện sự nghiệp của tuổi Quý Hợi trong tháng mới có nhiều hứa hẹn rất tốt đẹp, ngay cả tinh thần làm việc thì cũng thêm phần hăng hái. Quý mệnh làm việc miệt mài, cống hiến hết sức mình, miễn là có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Vừa đón tam hội cục, khi tuổi Hợi lại vừa được các tinh hữu bậc che chở, cho nên đường công danh có nhiều biến chuyển tích cực. Bạn vì thế hoàn toàn có cơ sở để mong chờ những kỳ vọng của bản thân, cho nên sẽ sớm trở thành hiện thực, công việc hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến. Tất nhiên trước đó quý mệnh cũng sẽ phải trải qua không ít thử thách, miễn là bạn chấp nhận và kiên trì, thành quả thu về thực sự xứng đáng. Dịch mã động tin xuất hiện là điềm báo trong tháng có nhiều sự dịch chuyển tất bậc hơn hẳn, nhưng nếu đó là điều cần thiết để thúc đẩy sự nghiệp tiến triển, thì bạn hãy cứ thảnh thơi đón nhận nhẹ nhàng, chắc chắn sau khi giải quyết xong, kết quả thu về có thể nằm ngoài sự mong đợi. Thời điểm có được sự ủng hộ của vận khí như này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như là cuộc sống. Làm việc quyết đoán, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình chính là yếu tố giúp bạn tiến đến thành công nhanh hơn, kể cả khi chưa thu được kết quả khiến bạn thỏa nguyện. Nhưng cho dù thế nào, thì quý mệnh cũng có dư kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế. Thành tích trong tháng có nhiều đột phá, lại nhận được sự ghi nhận xứng đáng của cấp trên và đồng nghiệp, giúp cho uy tín cá nhân được nâng cao. Hứa hẹn những cơ hội thăng tiến rõ rệt cho quý mệnh, thu nhập nhờ thế cũng sớm được cải thiện, tháng mới cũng sẽ mang tới cho quý mệnh nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân. Vậy cho nên đừng quên kết hợp giữa hoàn thành nhiệm vụ và tích lũy kinh nghiệm để ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, trong tháng 12 âm lịch. Tử vi 12 con giáp nhận thấy tháng này tài vận cũng nhận được sự tương trợ của các cát tinh, cho nên quý mệnh có thể tranh thủ đẩy mạnh kinh doanh đầu tư, bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực, có một số cơ hội mới mở ra, nhưng cũng đòi hỏi quý mệnh phải quyết định trong thời gian ngắn. Chứ bạn đừng bỏ lỡ nhé, cho dù là doanh nghiệp tư nhân hay buôn bán tự do, đều có một tháng giáp Tết tất bật, doanh thu đạt mức dự kiến, thậm chí vượt mức. Càng những thời điểm cuối năm nhu cầu mua sắm đi lại càng nhiều, điều này vô hình chung cũng mang tới cho bạn nhiều cơ hội làm ăn thuận lợi, nhất là người đang làm trong lĩnh vực liên quan đến hàng gia dụng, thực phẩm, dịch vụ vận chuyển, vận tải, càng có nhiều cơ hội thu lời lớn, thời cơ đã đến. Bạn chỉ cần chủ động nắm bắt thì không khó để biến ước mơ trở thành hiện thực, làm tốt ở giai đoạn này, ra Tết bạn sẽ có sẵn nền tảng để phát triển mạnh hơn nữa. Còn người làm công ăn lương thì hoàn toàn có thể nhận được những thành quả rất khả quan, những nỗ lực làm việc của bạn thì sẽ được đền đáp xứng đáng bằng số thù lao tương ứng. Nhìn chung làm nhiều hưởng nhiều, trời không phụ lòng người có công, tiền thu về không ít nhưng chi tiêu trong tháng cũng có dấu hiệu tăng lên khá rõ cho các mục đích mua sắm cá nhân. Để chuẩn bị cho Tết cổ truyền, điều này đòi hỏi quý mệnh cũng phải chú ý cân đối thu chi để tránh rơi vào cảnh eo hẹp mà phải thắt lưng buộc bụng vào đầu xuân năm mới nhé. Xét về phương diện tình duyên của tuổi Quý Hợi 1983 trong tháng 12 âm lịch. Với nguyệt lệnh lâm mộc dục xuất hiện, dự báo nhiều cơ hội, cải thiện nhân duyên cũng tới trong tháng này, sẽ mang tới cho Quý Hợi khoảng thời gian ngập tràn hương sắc, yêu đương. Vận đào hoa phơi phới, lợi cho người độc thân muốn tìm kiếm nửa kia cho mình, hãy chủ động tham gia các bữa tiệc hoạt động tập thể, bạn sẽ thấy điều đang tìm kiếm. Sự xuất hiện của hữu bậc mang điềm báo về nhiều mối quan hệ, nhiều đối tượng khác giới, nhưng đào hoa càng nhiều càng dễ rắc rối, thậm chí ngày lắm mối tối nằm không, cho nên tuổi này nên sớm đưa ra sự lựa chọn của mình, do dự sẽ khiến bạn mất đi cơ hội tìm được tình yêu đích thực. Còn người đã lập gia đình thì càng phải đề phòng đào hoa dữ xuất hiện, nhất định phải thận trọng trong các mối quan hệ, việc xả giao trong tháng tăng lên đáng kể. Bạn lúc này nên giữ khoảng cách phù hợp nhé, kẻo rơi vào tình trạng mập mờ không rõ ràng, dễ bị cuốn vào những cuộc tình éo le. Các cặp đôi đang trong thời gian yêu đương, tìm hiểu, nên nghĩ tới chuyện thăng cấp cho tình yêu lứa đôi, có thể là chính thức ra mắt gia đình hai bên, hoặc là đính hôn trước. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Hợi 1983 trong tháng 12 âm lịch. Sức khỏe không phải là vấn đề lo lắng trong tháng này, khi tuổi Quý Hợi cảm thấy khá sung sức,
đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng, quý mệnh chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể. Đôi khi bạn cũng gặp một vài tình trạng khó chịu khi thời tiết giao mùa mà khiến cho cơ thể uể oải, đau đầu hoặc đau nhức xương khớp. Những lúc như vậy, lúc này bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống và luyện tập thể thao hợp lý là mọi thứ sẽ sớm được cải thiện. Ngoài ra, bạn cũng phải cẩn thận khi làm việc nặng hay là khi tham gia giao thông tránh bất cẩn mà dẫn tới thương tật trong những ngày giáp Tết nhé. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Đầu tiên là tử vi tuần 1 từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 12 âm lịch. Quý Hợi đón tuần mới vui tươi và suô sẻ, bạn là một trong những con giáp có vận trình tốt lành nhất, gặp nhiều may mắn nhất. Điểm đáng lưu tâm nhất là bạn sẽ thay đổi môi trường làm việc theo chiều hướng tích cực và từ đây sẽ mở ra những cơ hội mới mẻ, phong phú và nhiều thú vị. Thực chất, vận trình của tuổi Quý Hợi không quá tốt, nhưng nhờ tâm thái vững vàng và cộng thêm vận may, bạn đã chuyển mình và đạt được nguyện ước. Trong tuần này, có điểm đổi việc hoặc thay đổi hẳn nơi công tác, nâng cao vị thế của bản thân, cả tiền lương, tiền thưởng cũng có tiến bộ rõ rệt. Ra đường dễ được người khác giúp đỡ, không phải bạn không gặp chuyện khó khăn, mà là có nhiều người giải quyết giúp nhẹ nhàng hơn. Không thấy đó là khó khăn để hạnh phúc nhân rộng, quý mệnh vì thế hãy tích cực làm việc thiện chăm chỉ, đỡ đần người khác nữa nhé. Tình cảm ổn, nhưng có sóng ngầm thiên diêu tìm đến đào hoa, nhưng mà người đang yêu đương thuận lợi, song cũng có những vướng mắc cần giải quyết, và bạn lại chưa thực sự thẳng thắn với nhau, yên ổn chỉ là tạm thời, nếu cứ tiếp tục thì đây sẽ là nguy cơ khá lớn với mối quan hệ này. Tiếp theo là tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 12 âm lịch. Tuổi Quý Hợi đón chào nhiều niềm vui mới trong tuần này, có bạn bè mới, có tình yêu mới, ngay cả công việc mới cũng có thể sẽ tới. Chính vì thế mà bạn cảm thấy rất vui vẻ, rất phấn chấn khiến người khác vui lây, và ở đâu có quý mệnh là không khí sôi động, náo nhiệt hẳn lên. Được vận may ưu đãi, cho nên tuổi Quý Hợi làm gì cũng thuận lợi, công việc thì làm một được 10. Và bạn thường xuyên nhận được những nhiệm vụ trong tầm tay phù hợp với năng lực. Bạn cũng dễ có cơ hội đổi việc tốt hơn, bản thân yêu thích hơn. Đây là nguyện vọng từ lâu thành hiện thực rồi đấy. Tình cảm thăng hoa, tỏ tình thành công, vô tình gặp người yêu tốt không hẹn trước, mà quý mệnh nhận ra người mà mình yêu mến họ đã ở ngay bên cạnh. Nhận được sự chúc phúc từ gia đình và bạn bè, mạnh dạn tiến lên xây dựng một mối quan hệ ngọt ngào và đáng ngưỡng mộ. Nhưng đừng quá vui mừng quá nhé, mà quên mất âm sát vẫn rình rập, có tiểu nhân ám hại vì ghen tị với tuổi Quý Hợi. Bạn vui xong không nên chủ quan, công việc thì vẫn phải nghiêm chỉnh tiến hành. Cẩn thận khi tiêu tiền và cố gắng chăm lo cho quan hệ tình cảm, luôn quan tâm tới nửa kia. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 12 âm lịch. Tuổi Quý Hợi trong tuần 3 này vận trình khá tươi sáng, nhiều điều may mắn có thể đến với quý mệnh. Về cơ bản, vận trình tài lộc của quý mệnh trong tuần mới rất hay. Vì có chính tài cùng thực thần hiệp lực, chính vì thế giúp bạn dẹp bỏ những chướng ngại trên con đường tìm kiếm tài lộc của quý mệnh. Điều này sẽ giúp quý mệnh thực hiện được những điều mình mong muốn. Công việc thì không được suô sẻ như vậy, thiên quan là hung thần, mang theo những điềm báo không mấy tốt lành về thương tật. Tiểu nhân tranh đấu, dự đoán một tuần với rất nhiều biến động trong công việc với tuổi Quý Hợi, tính tình của bạn thì bốc đồng, dễ kích động, có thể khiến bạn phạm phải nhiều sai lầm. Điều này cũng gây ra không ít tai họa, gây thù chốt oán với những kẻ không nên dây vào. Đặc biệt là trong tháng có thái tuế rình rập, cho nên bạn có đi xa hay là làm việc xa nhà thì cần đặc biệt cẩn thận nhé, vì tai họa bất ngờ có thể ập tới bất cứ lúc nào. Dù công việc nhiều áp lực và mỏi mệt, nhưng mà cũng cần chú ý chăm sóc và giữ gìn sức khỏe, tinh thần căng thẳng không tập trung khi tham gia giao thông có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Chuyện tình cảm có phần khởi sắc hơn, vượt qua những mâu thuẫn và bất đồng trước đó, thì bạn và người ấy đã tìm được tiếng nói chung, tìm được cách để vượt qua cơn khủng hoảng. Có rất nhiều bất ngờ đang chờ đón chúng ta trong tương lai, cũng có nhiều điều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống mai này. Nhưng khi hai con tim cùng chung nhịp đập và hai người chung sức chung lòng, thì khó khăn nào cũng có thể sang bằng hết. Cuối cùng là tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 12 âm lịch. Tử vi tuần mới cho thấy, tuổi Quý Hợi có nhiều tin vui trong sự nghiệp và bạn đã đạt được nhiều bước thăng tiến mới. Bạn lúc này dần dần nắm được quyền lực trong tay nhờ chính năng lực của bản thân cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Chính ấn còn giúp cho bạn sự điềm tĩnh và rộng lượng để có thể xử lý vấn đề một cách ổn thỏa và hiệu quả, cũng đủ bao dung để dẫn dắt người phía sau mình cùng đi tới thành công.
Tài lộc trong tuần có lên có xuống, nhưng về cơ bản thì vẫn giữ được ở mức ổn định và hài hòa. Thu nhập từ những nghề tay trái giúp cho cuộc sống của bạn thông dong và thoải mái hơn. Có thể thoải mái chi tiêu vào những việc mình cần, tuy nhiên cũng cần phải kiểm soát thu chi, đừng quá đà mua sắm mà tiêu lẹm sang những khoản khác. Tình cảm thuận lợi, bạn và người ấy có những phút giây ngọt ngào bên nhau, tuy rằng không phải mọi chuyện đều suôn sẻ như ý muốn, song hai bạn có quyết tâm, có nỗ lực để hạnh phúc lâu bền. Bạn biết ai là người mình cần có trong cuộc đời này và bạn đã không quản ngại khó khăn để giữ được người ấy cho riêng mình, cả trong hiện tại cũng như trong tương lai sau này. Bách Việt chủ về đào hoa sẽ giúp cho tuổi Quý Hợi còn cô đơn sớm tìm được một nửa cho mình, nhiều cơ hội kết bạn có ngay bên cạnh. Chỉ cần bạn chú ý là nhận ra hạnh phúc chẳng ở quá xa mình, đôi khi chúng ta cứ mãi mê kiếm tìm những thứ xa xôi mà không nhận ra thứ mình cần ở gần ngay trước mắt. Thưa quý anh chị tuổi Quý Hợi 1983 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến xông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến xông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến xông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi xông nhà, xông đất đầu năm, gia chủ tuổi Quý Hợi nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Quý Hợi. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Quý Hợi nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Quý Hợi trong năm Giáp Thìn 2024 là Nhâm Tý 1972, Khá, Tân Dậu 1981, Khá, Tân Mão 1951, Khá, Kỷ Hợi 1959, Khá, Nhâm Ngọ 2002, Khá, Quý Mùi 2003, Khá, Canh Dần 1950, Trung Bình, Canh Thân 1980, Trung Bình, Kỷ Tỵ 1989, Trung Bình, Quý Sửu 1973, Trung Bình. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Quý Hợi trong năm Giáp Thìn 2024 là Tân Sửu 1961, xấu, Đinh Dậu 1957, xấu, Ất Dậu 1945, xấu, Mậu Tý 1948, xấu, Đinh Hợi 1947, xấu, Đinh Mùi 1967, xấu, Mậu Thân 1968, xấu, Tân Hợi 1971, xấu, Ất Mão 1975, xấu, Bính Thìn 1976, xấu. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ,
không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình anh chị nhé. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới 2024. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt, xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.